cũng đã hoàn thành xong lễ khai mạc của giải bóng đá Thiên Long các đội mạnh mùa thứ 7 năm 2022 thưa các bạn. Bây giờ sẽ là trận đấu trong khuôn khổ của trận khai mạc giữa nhà đương kim vô địch của giải đấu, đó là GM Holding, và đối thủ là FC Hữu Định. Dự kiến đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn dành cho các cầu thủ Hữu Định khi mà GM Holding đã và đưa ra đội hình rất mạnh cho các bạn. Chúng tôi xin gửi đến các bạn đội hình xuất phát của GM Holding. Thủ môn gồm có cầu thủ môn mang áo số 1 là Phạm Văn Tiến, với các cầu thủ gồm có số 2 là Lê Minh Hòa, số 3 là Nguyễn Trần Nguy La, số 5 là Nguyễn Thành Long Giang. Về phía cầu thủ FC Hữu Định, họ sẽ ra sân với số 17 là Nguyễn Văn Trọng, số 11 là Nguyễn Nghĩa Nhân, số 8 là Nguyễn Thanh Tuấn. Thủ môn mang áo số 1 Nguyễn Huy Hoàng, số 23 là Hồ Trọng Hiếu, lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chờ đến lúc này thì các bạn, và lúc này chiếc băng đội trưởng của các thủ GM Holding vẫn đang được trao trên cánh tay của Phạm Ngọc Quốc, một trong những cầu thủ được xem là linh hồn của đội bóng này. Các bạn thân mến, như vậy là trận đấu của chúng ta đã được bắt đầu. Những cầu thủ đến từ miền Tây, Hậu Châu, như những Hậu Châu hay là đội trưởng Phan Anh Hồ. Ngoài ra chúng ta cũng có thể thấy họ đã bổ sung số 17, đó là Nguyễn Văn Trọng. Cầu thủ cũng đã góp mặt ở hệ thống các giải bóng đá của Thiên Long. Đây là cơ hội dành cho FC Hữu Định, nhưng đêm không vào. Một tình huống tấn công ở hành lang cánh phải rất sắc bén của đội bóng áo vàng thưa các bạn. Thời tiết đang âm u và trời đã đổ mưa. Rất hay, đây là cơ hội dành cho cầu thủ FC Hữu Định và không có việc bị nữa các bạn. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng đội bóng Hữu Định sẽ đáp ứng có bàn thắng trước hay không. Dứt điểm, có vào. Rất hay, một tình huống trả bóng về tiếng này nhưng không thể chiến thắng được thủ môn bên phía đội bóng GM Hữu Định. Người gác đền là Phạm Văn Tiến thưa các bạn. Pha đổ người rất nhanh của Phạm Văn Tiến, nhưng chúng ta cũng phải dành lời khen dành cho pha tấn công vừa rồi của FC Hữu Định. Họ đã có những sự quan sát rất nhanh và liên kết với nhau. Đã có tình huống phạm lỗi trước vòng cấm, thưa quý vị và các bạn, rất sát với vòng cấm của cầu thủ FC Hữu Định. Pha xử lý của Dương Văn Tiến những con đã đem về tình huống đá phạt dành cho GM Holding, và đây là cơ hội rất lớn để nhà đương kim vô địch của giải bóng đá Thiên Long các đội mạnh có thể mở tỷ số trên trận đấu này. Dứt điểm, bóng đi hơi cao rồi. Đây là cơ hội Gấu Mila, không phải là chân thuận của Gấu Mila rồi. Đó là một tình huống thực hiện pha trọng biên với đồ rất tốt của GM Holding. Nhưng việc đặt Gấu Mila vào một pha bóng khá sâu ở đáy biên và chân không thuận thì Gấu Mila đem về một tình huống đá phạt góc là đã tối ưu rồi. Bây giờ thì họ sẽ thực hiện tình huống đá phạt góc này. Đình Luật đã dâng cao và Nguyễn Thành Long Giang cũng đã có mặt, những cầu thủ có khả năng không chiến tốt. Bóng được treo vào trong, đánh đầu. Tiếp tục phạt góc. Hiệu của Dương Văn Tiến, số 10 sẽ tiếp tục thực hiện tình huống này. Bóng được tạt vào trong và đấm bóng an toàn. Và Tiến đem bóng về rất sâu được các bạn. Tại Hí đã có lỗi, trọng tài viên đã báo cờ và sẽ là tình huống cố định dành cho các cầu thủ GM Holding. Đã bật nhanh đi các bạn, Nguyễn Thành Long Giang sẽ được hiện tình huống trọng biên. Bóng được tạt vào trong, đánh đâu. Đánh dứt điểm không vào, dứt điểm vào không vào. Trọng Hiếu là người chiến thắng ở trong pha tranh chấp vừa rồi. Chúng vệ màn cháu số 23 đã có pha truy cản rất kịp thời thưa các bạn, ngay trước mũi giày của các đội xe Bodin. Thật sự là rất tuyệt vời cho FC Hữu Định. Những tình huống phòng ngự quả cảm đến từ đội bóng áo vàng thưa các bạn.
họ đang có một hiệp một tương đối thành công khi phòng ngự tốt trước đương kim vô địch của giải đấu. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống này. Cũng được đánh giá là một trong những đội bóng rất mạnh tại giải đấu lần này. Mất bóng rồi, bây giờ là tấn công dành cho các thủ CM Odin. Đình Luật vẫn đang là Đình Luật, đây là cơ hội Quyết Thành Long Giang. Và dứt điểm là của Long Giang, không thể chiến thắng được thủ môn bên phía xe Hữu Định. Chúng ta có thể thấy được trong cú dứt điểm vừa rồi của Nguyễn Thành Long Giang ở một góc hẹp thì thủ môn cũng đã khép góc khá tốt và chọn vị trí để có thể đẩy quả bóng vừa rồi. Không thoát được sự đeo bám của các cầu thủ GM Odin. Rất hay. Bây giờ sẽ là pha tấn công của GM Odin. Đang qua, bóng được tạt vào trong. Đây là cơ hội. Vẫn còn. Dứt điểm. Không vào. Một tình huống cứa lòng rất nguy hiểm của Ba Tiến. Bóng đập cột và bật ngược trở ra. GM Odin vừa làm rung động khung thành của các cầu thủ FC Hữu Định. Nhưng may mắn thì vẫn chưa mỉm cười và bàn thắng vẫn lẩn trốn đối với Ba Tiến trong tình huống vừa rồi. Pha cứa lòng đã rất đẹp mắt của số 11 rồi. Nhưng nó lại không đi vào lưới, thưa quý vị và các bạn. Phạt góc tiếp theo được dành cho GM Odin. Mất bóng rồi. Tình huống chọn vị trí và lao ra bắt bóng chưa thật sự tốt của thủ môn bên phía Hữu Định. Nguyễn Nguyên Hoàng đã đứng vững trong phần lớn thời gian. Đánh đầu và tranh chấp rất mạnh. Vẫn còn. Và đưa bóng vào trong cột dài. Rất hay. Lần này thì Nguyễn Nguyên Hoàng đã sửa sai tình huống trước đó, chọn vị trí tốt và bắt bóng rất chắc tay. Hoàng Nam, đây là cơ hội dành cho các đội FC Hữu Định. Đối mặt 1-1. Đăng Khoa, đường chuyền vào trong. Không có lỗi. Hãy cùng chơi xem tình huống này, đối mặt 1-1 rồi. Như vậy là tình huống đi bóng của đội trưởng Hoàng Anh Hồ đã không thể vượt qua được Gấu Mila. Vẫn đang là Ba Tiến. Không có lỗi, trận đấu được tiếp tục, thưa quý vị và các bạn. Đã nhanh, đây là cơ hội dành cho đội FC Hữu Định. Liệu rằng có bước qua hay không, chúng ta cùng chờ xem tình huống này. Không có lỗi rồi. Một tác động vừa đủ của Gấu Mila để khiến cho cầu thủ mang danh số 39 đội trưởng Hoàng Anh Hồ không thể đưa ra được cú dứt điểm. Có vẻ như Bá Tiến đang gặp vấn đề và không thể tiếp tục thi đấu. Chúng ta cùng chờ xem Cán đã được đưa vào sân. Và dường như là Hữu Định cũng đã sử dụng quyền xem lại tình huống sử dụng va của mình ở trong trận đấu này. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Có lẽ là tình huống xem lại của FC Hữu Định sẽ là pha thoát xuống của đội trưởng Phan Anh Hồ. Liệu rằng có penalty hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem sau khi tổ trọng tài. Không có penalty, thưa quý vị và các bạn. Vậy là tình huống phòng ngự vừa rồi là hợp lý của Gấu Mila. Phía FC Hữu Định. Đó là nghĩa nhân, thưa quý vị và các bạn. Tình huống mà nghệ nhân đã vượt qua, nhưng Thanh Hưng đã ngắn đường bằng một tình huống xử lý phạm lỗi. Phan Anh Hồ, hai đội trưởng tranh chấp, thưa các bạn, rất quyết liệt.
thời gian thì đang cạn dần rồi. Và nếu như GM Hunding ghi bàn được ở trong tình huống này. Vâng, như vậy là trận đấu đã khép lại và một điểm rất quý giá dành cho các thủ FC Hữu Định. Quý vị và các bạn thân mến, trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn